Thấy ít lại nhảy vào nhà, tò mò chạm vào nó, không ngờ tiếng hét lên làm cả nhà sợ hãi. Khác với tiếng kêu bình thường của loài ếch, con ếch đặc biệt này có tiếng kêu kỳ dị khiến người ta nghe nổi da gà. Một cư dân mạng nước ngoài đã phát hiện ra một con ếch nhảy vào nhà. Anh nảy ra ý tưởng, lấy tay chạm vào nó, không ngờ tiếng hét của nó thật kỳ lạ và đáng sợ. Trên thực tế, khi loài ếch này cảm thấy bị đe dọa, nó sẽ hét lên để dọa kẻ săn mồi và để tự vệ. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, nhiều nhà khoa học cho rằng tiếng hét này là để gọi kẻ săn mồi lớn hơn. Chẳng hạn như nếu con ếch bị chim tấn công, tiếng hét của nó sẽ thu hút con mèo đến. Khi chim và mèo cùng tranh nhau miếng mồi thì nó có thể trốn thoát. Mỗi loài vật đều có những kỹ năng sinh tồn khác nhau phải không nào? Chủ nhân trong lúc ra ngoài đã bắt gặp một con mèo mẹ lang thang đói khát. Cô mang nó về nuôi. Không lâu sau thì đàn mèo con ra đời. Khi còn bé chúng giống mèo nhà, nhưng khi trưởng thành thì trông thật khác biệt. Hình dáng của mèo mẹ cũng có điểm khác với mèo nhà, nó có bộ lông báo rất đẹp. Khi đàn mèo con được sinh ra, chúng giống với mèo mẹ, có bộ lông rất đẹp. Nhưng cô chủ cảm thấy đàn mèo này có vẻ đặc biệt. Mặc dù mèo con trông rất khả ái, nhưng hành vi tính cách lại khác hẳn mèo nhà. Cô chủ tò mò đem mèo con đến bệnh viện thú y. Bác sĩ liền nói đây là mèo rừng. Vì hình dáng và thể trọng giống mèo nhà nên mọi người thường nhầm lẫn. Cô chủ cuối cùng đã phát hiện mèo mà cô nhặt được vốn là mèo hiếm bởi số lượng mèo rừng rất ít và sống rất thưa thớt. Do vậy, giá cả trên thị trường của loài mèo này cũng rất cao. Nhiều doanh nhân đã lợi dụng điều này để kiếm món hời. Loài mèo này còn có tên là mèo Bengal. Giống mèo Bengal hay còn gọi là mèo vằn hổ bởi đặc điểm ấn tượng của bộ lông với các hoa văn và ngoại hình tựa như một con báo rừng thu nhỏ. Chúng vừa giỏi leo trèo, vừa giỏi bơi lội. Rất nhiều người nghĩ rằng chúng rất dũng mãnh, không dễ lại gần, nhưng thực tế chúng lại rất trung thành với chủ nhân, rất thích làm nũng. Bengal là lấy tên của họ từ tên khoa học của con mèo châu Á Felis bengalensis. Chúng được tạo ra từ những con mèo và báo châu Á. Những năm 1950 và 1960, loài mèo này có thể được mua ở các cửa hiệu vật nuôi. Chúng được nhốt trong những chiếc lồng nhỏ. Jim Mew, một nhà lai tạo ở California, là người đầu tiên tình cờ tạo ra giống mèo này chứ không phải cố ý. Cô đã mua được một con mèo nhà màu đen và một con báo châu Á để cô không cảm thấy buồn chán. Thật bất ngờ là hai loài này lại giao phối với nhau và sinh ra những con mèo đốm và vằn. Với chiếc áo khoác đặc biệt và kích thước lớn, Bengal trông giống như một con mèo rừng đang đi dạo. Nhưng mặc dù một trong những tổ tiên của nó là con mèo báo nhỏ châu Á hoang dã và một con mèo nhà. Mèo Bengal thường khá lớn. Con đực có trọng lượng trung bình từ 4,5 đến 6,8 kg và con cái là 3,6 đến 5,4 kg. Tất nhiên bạn cũng sẽ nhìn thấy một số con lớn và một số con nhỏ hơn. Mèo Bengal được nhiều người tìm kiếm. Một người phụ nữ Anh đã trả hơn 50.000 đô la, khoảng 1 tỷ, cho con mèo con vào năm 1990 để làm bạn đồng hành.